Hết sức kháng cự, chị Ly tất tay hạ giá bán lỗ 2 tỷ đồng một em biệt thự mini phố với diện tích đẹp ngang 5m2, sâu vào tới 15m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, một căn nhà phố hiện đại hướng chính nam, tọa lạc tại trục đường chính Cây Trâm thuộc phường 9 quận Gò Vấp. Căn nhà mình thì rất là đẹp, diện tích cực kỳ to và rộng rãi nha anh chị. Cái diện tích vô cùng hiếm tại thị trường quận Gò Vấp. Ngang 5m2, sâu vào tới 15m, hướng chính nam. Nhà mình thì nằm trên con hẻm rộng 8m thông. Hẻm hai xe hơi tránh nhau thoải mái. Con hẻm rất là rộng rãi, rất là thoáng mát luôn. Hẻm nhựa, hẻm 8m thông tứ phía nha chị. Anh chị có thể kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực được luôn. Đường rất rộng, rất to, rất thoải mái và rộng rãi luôn. Căn nhà mình thì đang được giảm giá bán lỗ 2 tỷ đồng, giá gốc giao 12 tỷ rưỡi. Bây giờ giảm xuống chỉ còn có 10 tỷ 500 triệu đồng thôi. Và giá này chỉ còn bớt một chút lọc thôi nha. Nhà thì được trang trí full hết nội thất rồi. Chúng ta chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Dưới đáy ban công sẽ được ốp gạch và trang trí cây xanh. Một trệt, một lửng và ba lầu. Nhà mình sẽ có 4 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau, một phòng sông hơi. Ngang 5m2, sâu vào 15m. Căn nhà bây giờ chỉ có giá bán có 10 tỷ 500 triệu đồng. Bớt lọc thôi nha chị. Nhà mình là nhà chính chủ xây ở, rất là chắc chắn và chính chủ bán. Do vậy chỉ bớt một chút thôi, đã hạ giá tới 2 tỷ đồng rồi. Một căn nhà ngang 5m2, dài tới 15m. Đấy, khoảng sân tầm 1m. Bên trong có cửa nhôm Simfa 4 cánh và cửa cuốn phía bên ngoài. Hai bên thì có tủ giày dép bảo hiểm. Phía trong sẽ là không gian gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô ở đây thì chủ nhà cũng có tặng lại sofa, tivi 65 inch, kệ tivi. Tường thì sẽ được dán giấy dán tường, ở dưới thì sẽ được ốp sàn gạch 80. Trên chúng ta sẽ được bố trí đèn chùm, đèn led thạch cao. Một căn nhà rất đẹp, rất sang, rất đẳng cấp nha. Hướng chính nam, đầu tứ trạch. Và giá giao bán chỉ có 10 tỷ 500 triệu đồng thôi. Diện tích cực kỳ ngon nha anh chị. Ngang 5m2, dài tới 15m. Nhà rất đẹp, rất sang. Trên có đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Một căn nhà siêu phẩm của quận Gò Vấp. Vào những ngày nửa cuối năm 2024, giá bán bây giờ chỉ còn có 10 tỷ 500 triệu đồng thôi. Anh chị, cô bác, khách hàng nào quan tâm đến em nhà diện tích to ngang 5m2, dài 15m này, hãy alo ngay và luôn về tới Bá Hưng nha. Hiện tại thì chủ nhà đã giảm tới 2 tỷ đồng rồi. Căn nhà mình rất đẹp, rất đẳng cấp, xịn sò luôn. Xây mới hoàn toàn năm 2024 và sổ hồng riêng. Nhà mình thì sử dụng hệ thống công tắc điện thông minh. Anh chị có thể tắt điều khiển điện bằng điện thoại di động nha. Tặng tivi 65 inch ở đây. Gara đậu thoải mái, ô tô luôn nha. Đấy, đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Nhà hướng nam và hẻm 8m, hẻm thông nha anh chị. Ở đây di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chúng ta đi khoảng tầm 15 phút đồng hồ thôi. Một căn nhà cực kỳ đẹp, màu nõm chuối rất là sang luôn. Trong này chúng ta có khoảng 2 khoảng giếng trời. Bên tường bên tay trái chúng ta sẽ được ốp đá rất là đẳng cấp. Có trồng phát tài núi. Và trong cùng thì anh chị sẽ có được tặng lại một bộ bàn ăn. Ốp đá rất đẹp luôn nha chị. Trồng phát tài núi ở giữa. Bên trong có bàn ăn, có bếp điện từ, máy hút mùi, lò vi sóng đầy đủ hết luôn. Đấy, khi anh chị mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Dưới gầm cầu thang có bố trí tiểu cảnh chim cỏ hoa lá, cực kỳ đẹp rồi. Và giá bán của căn nhà này bây giờ chỉ có 10 tỷ 500 triệu đồng thôi nha. Anh chị, cô bác, khách hàng nào thích đến căn nhà ngang 5m2 dài 15m này, chúng ta hãy alo trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng. Đối diện bên này có tủ rượu, tủ lạnh hai cánh, bếp điện từ, máy hút mùi, tủ bếp của An Cường đóng tới nóc, trên có đèn led thạch cao, đèn chùm. Một căn nhà thiết kế theo mẫu nhà hiện đại và bố trí nội thất full, cũng như là chúng ta được bố trí hệ thống công tắc điện thông minh rất đẹp. Chỉ có 10 tỷ 500 triệu đồng thôi. Anh chị, có bác, khách hàng nào thích mua em nhà phố ngang to này, hãy gọi ngay và luôn về tới nhà đất Bá Hưng nha. Phía sau chúng ta có giếng trời và nhà vệ sinh. Nhà mình thì được bố trí 4 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Full nội thất lên tới gần tỷ đồng rồi. Và giá bán cũng rất là thơm nha. Chỉ có 10 tỷ 500 triệu đồng, vẫn còn bớt một chút. Hẻm 8m thông, hướng chính nam. Anh chị, cô bác, khách hàng nào muốn mua căn nhà này, gọi ngay và luôn về tới nhà đất Bá Hưng.
căn nhà cực kỳ đẹp, màu sắc phối rất là sang, màu đỏ chuối cực kỳ bắt mắt luôn, rất đẹp, rất đẳng cấp nha. Chúng ta cùng em di chuyển lên tầng lửng. Tầng lửng sẽ là không gian phòng tiếp khách. Ở trên đây thì phòng khách trên đây thì có đầy đủ nội thất và có máy lạnh cũng như là có nhà vệ sinh riêng luôn. Trên này thì sẽ được ốp sàn gạch da gỗ, có sofa, máy lạnh LG, trên có đèn chùm để led thạch cao và có cửa nhôm để chúng ta làm phòng điều hòa. Đấy, bên trong có nhà vệ sinh riêng. Căn nhà quá đẹp rồi, giá bán của em nó cũng vô cùng ngon bổ rẻ nha. 10 tỷ 500 triệu đồng sở hữu ngay một căn nhà ngang 5m2 dài 15m. Bây giờ vô cùng hiếm luôn. Hiếm nhà diện tích này luôn. Thế anh chị muốn lắp đặt thang máy kính cũng lắp được nha, về anh chị lắp đặt sau. Đây, căn nhà quá đẹp luôn nha chị, diện tích to, rộng rãi, thang mát. Phun hết nội thất rồi. Trang trí cực kỳ sang. Di chuyển lên trên lầu 1 sẽ đến với phòng 1-2. Cầu thang sẽ được ốp đá hoa cương sa mạc đúc rộng 90. Đây thì ở giữa thì bước ốp những cái miếng đá sỏi vào tường, trang trí rất là đẹp rồi. Phòng ngủ thì ốp ra sàn gạch da gỗ nha. Có giường 1m8 kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi. Phòng rất là rộng, rất là to luôn. Tường trang trí, dán giấy lên tường và ốp nhựa. Trên có đèn led thạch cao và máy lạnh mới LG. Bên ngoài thì chúng ta được đúc ban công ra 1m2, có trồng cây xanh và cửa nhôm Sinfa nha anh chị. Cả nhà rất đẹp luôn nha. Diện tích to ngang 5m2, dài tới 15m. Giá giao bán chỉ có 10 tỷ 500 triệu thôi. Khu vực nhà vệ sinh ở đây thì rất là to và rộng, có vách kính và inox trắng, có bồn rửa mặt gương led, gạch ốp cao đụng trần, bồn cầu khối. Đấy, quá đẹp rồi. Căn nhà cực kỳ tuyệt vời. Giá thì đang được chị chủ nhà giao vô cùng hợp lý luôn. Hạ tới 2 tỷ đồng rồi. Bên hông này có giếng trời này. Phía sau phòng ngủ đường sau này thì cũng có giường đệm, máy lạnh, tủ quần áo, kệ tivi và toilet ở phía sau cùng kèm với giếng trời. Đây, phòng ngủ rộng, nội thất full hết nha. Ngang 5m2, dài 15m, một cái diện tích vô cùng hiếm tại thị trường quận Gò Vấp. Đây, toilet rất là to, có vách kính đầy đủ. Giá bán chỉ có 10 tỷ 500 triệu thôi, vẫn còn bớt một chút. Anh chị có chú khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này, gọi ngay và luôn về tới bên em nha. Nhà thuộc trục đường Cây Trâm, phường 9, thông ra đường Lê Văn Thọ và đường Phạm Văn Chiêu. Di chuyển lên trên lầu 2 sẽ là phòng số 3, số 4 nha. Căn nhà quá đẹp luôn, diện tích cực kỳ hiếm. Diện tích này bây giờ chúng ta kiếm rất là ít nha. Rất là ít nhà nào diện tích 5m2 dài 15m như này. Phòng số 3, số 4 ở đây thì nội thất cũng đầy đủ full hết rồi. Nội thất cực kỳ nhiều. Đấy, giường đệm, máy lạnh, tủ quần áo, kệ tivi và toilet riêng. Bên ngoài thì có trồng phát tài núi, cây xanh, dây leo ra. Đấy, rất đẹp luôn nha anh chị. Đường to 8m, đường thông, hai xe hơi tránh nhau thoải mái. Đây, căn nhà quá đẹp rồi. Chỉ có 10 tỷ 500 triệu đồng thôi. Giá cực kỳ ngon nha. Toilet giống như bên dưới nha mọi người. Phía sau đây sẽ là phòng số 4. Phòng số 4 này thì chủ nhà đang bố trí làm phòng xông hơi, phòng tập thể dục. Nên nhà nào muốn làm phòng ngủ cũng được. Ở đây thì chủ nhà có bố trí toilet riêng ở đây luôn. Có máy chạy bộ, máy lạnh và khu vực xông hơi ướt. Gia đình nào làm phòng ngủ thì chúng ta gỡ ra thôi. Và những toilet to và có vách kính đầy đủ. Nhà sổ hồng hoàn công đầy đủ rồi. Anh chị mua thì vay ngân hàng thoải mái nha.
Và di chuyển lên trên lầu 3, chúng ta sẽ đến với phòng thờ, phòng giặt sân thượng trước sau. Trên đây thì chủ nhà cũng đã bố trí rất là đẹp luôn. Sân thượng trước thì có xích đu, có trồng cây xanh. Trên thì làm mái và làm khung sắt. Trang trí sân thượng cực kỳ chill nha. Đấy, sân thượng trước rất là đẹp. Có cây cối bên trên hết rồi. Trên được làm mái luôn này. Quá đẹp luôn. Bên đây ngồi nhậu nhẹt, uống cà phê, uống trà. Hoặc tổ chức những cái buổi picnic cuối tuần. Ở đây thì cực kỳ là ngon lành rồi, cực kỳ mát nha. Và rộng. Đấy. Có mái trên trồng cây xanh mát rượi luôn. Cái khoảng sân thượng bố trí vô cùng đẹp nha anh chị. Xích đu và bên trong đây sẽ là khu vực phòng thờ. Phòng thờ ở đây thì có tặng lại tủ kệ thờ bằng gỗ gò đỏ hết nha. Đây, tặng tủ kệ thờ của gò đỏ trên là mái hết rồi. Phía sau sẽ là khu vực phòng giặt và sân phơi. Đây thì đã có làm khung sắt làm mái luôn. Đấy, có hệ thống phơi đồ. Và trên thì có bình nước nóng kèm với máy nước nóng ở mặt trời, tặng máy giặt và tủ bếp trên này. Có bếp điện tử nhỏ nhỏ trên đây cho anh chị nấu nướng. Đấy, trang trí quá đẹp với một căn nhà phố hiện đại ngang 5m2 dài 15m. Giá chào bán chỉ có 10 tỷ 500 triệu đồng, vẫn còn bớt một chút. Anh chị cô bác đang xem video nhớ thả like, thả tim và đăng ký kênh. Có nhận xét gì về căn nhà này, chúng ta sẽ thoải mái bình luận xuống dưới video. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.